Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại khu nhà của em già. Và bên cạnh đây em Dương đây là có em già đây, gà trống nuôi con. Bởi vì người vợ của em già thì cũng đã bỏ đi do là hoàn cảnh gia đình cũng nghèo quá. Hôm nay anh em vào đây để trao phần quà của cô Dung ở bên Mỹ. Cô cũng gửi đến là 150 đô bằng 3 triệu 400 nghìn. Có cho anh Ngọc là 200, MC là 200, em quay phim 200, cho già 500.000 tiền mặt, còn lại mua một sữa bột này cộng với bình sữa cho trẻ, mua xe cho em ngồi, mua xe trẻ em ngồi xe tròn ấy, ngồi trong nhà, còn dư thì mua bạt che nóc nhà, mua thêm chiếu cho trẻ con chơi, còn dư tiền thì mua thêm cái xô đựng nước và cái ca đựng nước nguội. Thì ở đây thì đồ đạc thì anh em hôm nay cũng đã mua rồi đây nhé các bác nhé. Và đây có, vì là mua vẫn còn dư tiền thì anh em cũng có mua thêm bạt này. Đấy, còn cái chiếu thì anh em mua là cái xốp này đây. Để mùa đông thì nó ấm hơn các bác ạ. Đấy, còn cả một cái, còn một bao gạo nữa này, cái chậu nữa. Đấy, thì cụ thể như nào thì nữa anh em đi vào đây, đi xuống chỗ nhà của em già thì em Dương sẽ mở ra và cũng thông báo với toàn thể các bác luôn. Ở đây có cái khoản tiền mặt là 200.000 cho anh Ngọc này, cho em MC và em quay phim, còn tiền của em già nữa. Nhưng mà do là tiền của em già ở đây thì anh em khi mà mua cái chỗ đồ này vẫn còn dư tiền nữa, tí nữa anh em sẽ, em Dương sẽ tính luôn một thể và đưa luôn tiền mặt cho em già nhé các bác nhé. Đây nhân đây thì cháu Dương cũng xin chân thành cảm ơn cô Dung đã gửi cái khoản quỹ này về để hỗ trợ cho gia đình của nhà em già, cũng như là hỗ trợ tiền xăng đi lại cho anh em đội team. Chúng cháu xin chân thành cảm ơn, chúc cô cùng với lại toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Còn bây giờ thì em Dương xin được trao cái phần tiền này cho em quay phim trước đã. Đây, gửi em quay phim này. Do em quay phim là đứng sau màn ảnh cũng không tiện lên hình ấy, thì em Dương cũng xin được trao về phía sau màn ảnh. Còn đây của em già là đây của em già đây là 500.000 là cái tiền tiền trao tiền mặt này. Và anh em đội team có mua đồ đi hết, mua tất cả những cái đồ này hết ấy, thì vẫn còn dư ở đây là có 670.000 đấy các bác. Đây còn dư là 670.000, còn đây là cái tiền tiền cô bảo là trao tiền mặt riêng, thì em Dương đây cũng xin trao cho em già luôn để em có thêm cái khoản chi tiêu, có thể mua đồ đạc, những cái quân tư, cái đồ dùng trong nhà ấy, những cái nào mà thiếu thì em già tự mua sau. Đấy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đi vào trong này để mà trích quỹ ra để giúp em già được, với cả nhiều khi em già hết thì em già cũng ngại không dám nói với anh em ấy. Đây có tổng lên 500.000 tiền mặt này anh gửi em này. Đấy, còn cái tiền này là đây 500 này, 670.000 nhé các bác nhé. Cái này là tiền dư khi mà anh em mua đồ đấy, vẫn còn dư đây. Đấy, anh gửi em cái phần tiền và cái quà này là của cô Dung ở bên Mỹ. Cô có hỗ trợ cho nhà em. Đấy, thì em cũng gửi lời cảm ơn đến cô. Cô gì nhỉ? Cô Dung. Cô Dung. Ê, cảm ơn cô Dung. Cháu cảm ơn cô Dung và gửi quà cho cháu với gửi tiền cho cháu với em bé. Em xin thành cảm ạ. Vâng, đây là lời cảm ơn của em già. Cũng rất là cảm ơn cô Dung đã gửi khoản hỗ trợ này về để giúp đỡ cho hai bố con của em. Thì chúng cháu một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn cô ạ. Bây giờ thì đấy toàn bộ cái này là của nhà em đây. Mới cởi ra xong là đem vào nhà đã. Đây đây cô bác, vì là sữa thì anh em mua vẫn còn dư nhiều tiền thì anh em cũng mua luôn cả hai bình luôn. Hai lọ chứ nhỉ. Đấy, anh em đội team cũng có mua cả hai lọ luôn. Và cái bình sữa bên trong này đây, là cái bình sữa đây. Mua cả chậu rồi tất cả mọi thứ đây. Bạt này là cái loại bạt này là bạt xịn nhá cô bác nhá. Vì mua cái loại này thì nó được lâu hơn. Đấy, chào bác. Đi đâu về đấy, mua chỉ lần à? Còn cầm quả ví nữa cả. Bê được hết không hay làm hai chuyến? Làm hai chuyến rồi. Hả? Làm hai chuyến đi nhỉ? Đây. Thì lấy cái xe vào đây.
Úi, đấy cái xe đồ chơi cho cháu bé của em già đấy các bác ạ. Này là xe tập đi. Ô, nhưng mà con của già lại đi được rồi nhỉ? Già nhỉ? Hả? Con của em đi được rồi mà đúng không? Có mẹ đi được, mẹ trông con. À, mẹ đang trông con hộ à? Vâng. Ờ, thế đi, được rồi. Vì là anh em khá là nhiều đồ ấy, nên em cũng có con em già ra đây để hộ mang đi. Mang được hết không? Hả? Mà hết. Thế thì không thì cho em quay phim cầm hộ một tí đi. Hả? Sắp rồi. Đi trước đi, đi. Như thế này tí nữa rơi cái bao gạo cũng đấy em ạ. Vâng. Để tạm đây đang tí nữa làm hai chuyến. Một tay giữ kia đi. Cái này có được mà. Hả? Như này có được. Được không? Thấy cái ở dưới này. Được rồi. Thế này. Không phải ngoái đâu, nhìn lại đâu, cứ đi đi. Đi. Đi đi. Ô, chả đi đâu rồi à, già? Chả đi học rồi. Chả đi học rồi à? Cho bà nhé. Nhất chiệp à? Ôi, rửa bát đũa để ở ngoài phơi hết như này à? Đồ của già, bát đũa của già hay là của bà đấy? Bát đũa của em nhưng mà em đang rửa phơi luôn. À, mai đi rửa phơi đấy. Bao gạo rơi anh không biết đâu nhá. Rơi là em mất ăn nhá. Ây ô. Hai hôm nay ở đây có mưa không hả già? Hả? Hai hôm nay ở đây có mưa không? Không mưa rồi. Không mưa rồi à? Mưa đỡ nhỉ, nhưng mà trời nắng đi lại chỗ nhà lán của em lại hơi nóng. Rơi bây giờ. Già, cái này lấy sữa này về cho con uống à? Vâng. Ui, nó kiến bâu hết vào đây này. Ủa. Em cho vào cái bát lấy nước ở đựng bên dưới này này thì nó mới không vào được. Vâng. Rồi đậy cái nắp vào chứ. Đây có bác để tạm bây giờ anh em vẫn chưa mua sữa vào thì anh em già lấy mua sữa ông thọ về cho con uống tạm đã đây này. Đấy thì hôm nay thì đây, già đây. Vâng. Có cô Dung cũng có gửi tiền về để giúp em bảo mua sữa cho con em này. Đấy. Vâng. Cái này em biết đọc mà đúng không? Cách pha như đâu rồi nhỉ? Đót 180ml nước vào dụng cụ pha chế và cho từ từ 6 muỗng xuống. Tức là ở đây có cái bình sữa đây này. Vâng. Em cho nước vào đến cái vành này. Vâng. Đấy, cho nước vào đến cái vành này này. Cho nước vào cái vành này. Đến cái vành cái 180 này nhá. Vâng. Đấy, 180 này này. Sau đấy thì cho vào 6 thìa này đây. Đó, mở 6 này. Thìa. 6 thìa. Vâng. 6 cái thìa này gạt nó bằng này bằng này thôi nhá. Vâng. Được chưa? Cho 6 thìa vào đây. Vâng. Rồi lắc đều lên cho nó nguội bớt rồi hẵng cho con uống. Vâng. Trước em con vừa mới để trong bệnh viện có con để bệnh viện hay để ở nhà đấy? Họ sẽ kìa. Ừ, lúc con để. Để thì để ở đây thôi. Để nhà? Vâng. Ây giời. Thế là thế chưa cho con uống sữa này bao giờ à? Chưa uống bao giờ đâu. Chưa uống bao giờ. Vâng. Cũng thế cũng biết không biết cách pha luôn. Vâng. Đấy thì nhớ nhá, cho vào một cái vạch 180 đây này. Vâng. Cho vạch 180 này xong là em pha nước rồi lấy cho cái này vào 6 muỗng. Vâng. 6 thìa. Ừ, 6 thìa đúng rồi. Đấy. Thì em bóc cái này ra này đây này. Vâng. Đấy. Sau nhớ cái đậy nắp vào cẩn thận nhá. Vâng. Đấy, bóc cái này ra này. Cứ để đây lòng gạt muỗng gạt này. Vâng. Gạt này cho nó bằng này. Đấy. Đấy, bằng này thôi. Vâng. Thấy chưa? Nhớ. Yeah. Đấy. Biết làm không? Biết. Nói thế biết chưa? Biết rồi. Biết rồi nha. Nó thế này. Nhưng mà phải nước là nước đun sôi nhá, không phải để nước nguội vào cho vào đâu nhá. Vâng, nước thì nước. Cái này cũng phải rửa bằng nước sôi xong mới cho con uống được này. Vâng. Thấy chưa? Nhớ. Yeah. Đấy. Có cái núm ấy này. Nhưng mà anh bảo cái này tí nữa em lấy kim cái gì hay là cái gì ấy, em chọc cho cái sữa nó ra nhiều, cho nó mở cái lỗ to một tí cho nó sữa ra nhiều con mới uống. Vâng. Không bây giờ để à cái này to rồi, cái này đủ to rồi không sao. Ừ. Nhưng mà to quá là nó uống sẽ sặc. Nó có cái lỗ.
Đấy. Sợ là bởi vì có đứa là nó mút nó ra ít quá thì nó lại không 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 uống ấy. Đúng rồi. Đấy là sữa nhá. Đây còn có một hộp nữa đây các bác đây. Vâng. Đấy, cái này nhớ là rửa bằng nước sôi hàng lấy pha nước sữa cho con uống nhá. Vâng. Rồi. Cái sữa này. Còn ở bên trong này thì có đây anh em cũng có mua cả chậu đây. Ba cái chậu đây. Đấy, còn cái này là cái tấm xốp để mà giải ở đây đây. Thế nhưng mà xốp giải ở đây thì nó này giải ở đây thì hả, sợ bẩn à? Sợ bẩn. Bây giờ tí nữa anh bảo là anh cũng có một cái tấm bạt mới này đây rồi, thì tí nữa em lấy mình thì mình thay cái tấm bạt ở trên này, thì có những cái tấm bạt nào cũ ấy thì mình giải dưới này xong nó giải cái này lên cũng được. Vâng. Thì nó sạch hơn. Vâng. Nhưng mà bây giờ đang có cái chỗ này thì em phải khơi cái rãnh này cho nó lên xuống sâu một tí nữa. Vâng. Thì nó mới nước mới không tràn vào thì nó không bị ướt. Vâng. Đấy là cái lót này xong mới là cái xe đây. Cái xe này lằn nó anh. Từ, anh lằn. Anh mở quà của cô bác ra đấy chứ. Vâng. Đây có cái xô để em già đựng nước đây. Trong này có một cái, có một cái gáo này và cái này cái ca để đựng nước sôi để nguội để uống ấy, pha nước. Pha nước sôi xong là đun nước sôi cho vào này để cho vào trong này để nguội xong uống nhá. Vâng. Còn đừng uống nước lã nhá, đau bụng nhá. Vâng. Thấy chưa? Nhớ. Đấy. Còn đây có tấm bạt nữa đây cô bác đây. Bạt thì anh em cũng mua cả một tấm bạt nữa đây. Bạt này bạt dày và xịn đấy. Rồi có bao gạo đôi nhỉ? À có bao gạo ở kia nữa. Đấy, đây là những cái phần quà mà anh em cũng có mua về. Cái xe này là như nào anh nhỉ? Em già cũng đang hồi hộp quá, không biết là mở cái làm cái này kiểu gì cho con đây này. Lắp vào thôi, có gì đâu. Lắp vào. Ừ. Nhưng mà em to như thế này, lớn như thế này chưa mua xe cho con bao giờ nữa, em chưa biết. À, lớn như thế này chưa mua con xe cho con bao giờ à? Ồ, cái này cần mắc vào điện tư đi. Đi ra đi. Đi nhận này. Em thu cái màn đi sang bên kia đi. Nó vướng. Đây có bác ạ này. Bởi vì cũng như lời chia sẻ của em già, bản thân em thì cũng chưa bao giờ gọi là được mua xe cho con. Vì là bản thân em cũng cái điều kiện của em cũng rất là khó khăn, không biết kiếm đâu ra tiền đấy. Đấy. Nên là con đâm ra là con cũng khổ theo. Mắc cái lò xo này kiểu gì này. Đúng rồi, mở ra đi cho mát em ạ. Nóng quá. Giá em lấy cái gì để anh móc cái này được nhỉ? Là cái gì? Cái tu vít là sao? Không không có cái tu vít cái này cũng không móc được. Cái này nó móc vào đây này. Làm được không? Lấy, không làm được. Không lấy cái dây vào đây. Lấy cái chân vào đây. Không lấy cái này về trước đã. Cái này trước đã. Vâng. Cái chân này để sau cũng được. Đấy, xịn sò luôn. Rồi, lắp cái chân nữa là được. Nhưng mà ở chỗ khu nhà của già ở đây thì hơi hẹp ấy già. Anh bảo nhá. Wow. Cho con ngồi thì nhớ để ý nhá, đừng có lang quang chỗ này chỗ kia xong đến lúc con lại sợ con lao ra ngoài ấy. Vâng. Không thì lúc con ngồi thì buộc cái dây vào. Buộc cái dây ở dưới nối với gầm giường ấy. Vâng.
Đấy, được rồi. Đây, được chưa? Ừ. Thích không? Thích. Đấy, cái này lắp vào đây cho con chơi ở đây. Ở hình như là cái này. Đấy, có cái loa nữa. Rồi. Ok. Ok. Cho con mình ngồi được rồi đấy. Vâng. Đây có bác, hôm nay thì em Dương cũng có mang phần quà của cô Dung gửi cho em già, em thì cho em già rồi. Thì còn cái này thì chắc là vào tí nữa anh em sẽ thay cái tấm bạt ra, rồi lấy cái tấm bạt cũ để dài ở dưới này thì dài lên. Bây giờ em già mà nhìn thấy cái tấm này mới như này, em già cũng không đỡ đặt xuống dưới nền đất thôi bác ạ. Bởi vì là chỗ này nếu mà gọi là lát nền nền bê tông rồi ấy, thì còn được, còn nhưng mà đây là cái chỗ nền đất đây, nên hơi tí tí nó bị ướt nên là cũng sợ là bẩn. Tuy nhiên thì anh thấy như là cái tấm bạt ở chỗ này trên trên nóc của nhà em là tấm bạt mới mà đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thay tấm bạt ở trên nóc thì lại cũng tiếc nhỉ. Hay là thay hai những cái tấm ở bên xung quanh này. Ờ, thế nên em sẽ thay một cái tấm này cũ về. À, nhưng mà đừng có cắt nhé, tiếc lắm. Cái này không cắt đâu. Ừ. Bởi vì là cái tấm bạt nó vẫn còn nguyên, vẫn to như thế thì để nguyên đấy, xong mai này thì nếu mà được đủ tiền, cô bác có gửi đủ tiền để mình làm nhà ấy thì còn mày lấy những cái tấm này để đi che vật liệu. Đúng. Nhá. Ừ, à, em xong tìm một cái bé nó xung quanh vào chỗ này cho con rồi. Đây cái tấm này thoải mái, đây có mấy tấm nhỉ? 6 tấm. Một tấm là thoải mái, không bị tạm thời cái gì. Bây giờ cô bác ạ, bởi vì là cái chỗ nền nhà của em già ở đây là một chuyện này, xong là cái nếu mà lên chỗ nền nhà của bà trên kia ấy, thì cũng không biết ngồi. Bởi vì nền nhà của bà mẹ của em già ấy, thì rất là gồ ghề và toàn đá rồi. Đấy, nên bây giờ ngồi đây, ngồi chắc là khéo là ngồi tạm, chỉ ngồi tạm đây. Nhưng mà anh bảo nha, em để cho con ngồi cái này ấy, thì bởi vì nó cũng tương đối là cao. Đặc biệt là không được để nước sôi trên này nhá. Vâng. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là dao cũng không được để đây. Vâng. Đấy. Dao để đây là cũng sợ con nghịch vào dao này, để con với cả còn để nước sôi trên này, con mà với tới một cái là nó kéo một cái là rơi xuống là chúng đổ vào người là bỏng đấy. Đúng rồi. Thấy chưa? Hiểu. Rồi đấy cái lọ sữa ông thọ kia nếu mà vẫn còn cho con uống thì cho vào cái bát ấy. Ừ, đổ nước vào xung quanh nó, xung quanh nó ngầm nước thì nó hạn chế được ấy hơn. Vâng. Thôi cho vào cái hộp kia cũng được. Đấy. Em phải rửa mấy cái con ở trên bên trên kia ra nữa chứ. Lúc nào cho con uống thì nhớ xem là bên trong kia có kiến không nhá. Vâng. Đấy. Nhớ cái cách pha sữa chưa? Nhớ. Nhớ à? Thì sợ là đến lúc pha lúc hướng dẫn thì bảo em già và là nhớ, nhưng mà đến lúc pha xong em già lại chả nhớ một cách pha thì chết. Mấy hôm nay đi đâu? Hôm nay thì trời nắng rồi. Em đi phát cổ ở trong dưới cái ao kia. Hả? Cái dưới kia. Chỗ nào? Bên dưới kia. À, khay kia. Khay gì? À, khoai á? Vâng. Ừ. Ốc khoai kia của nhà nào đấy? Nhà của em. Của nhà em á? Vâng. Em xin đất họ trồng à? Em xin đất họ trồng hả? À, tức là phát những cây ngô ra để làm cỏ ở cái vườn khoai à? Đúng. Mà mình khoai thì cái dây lang kia mình mang về cho lợn được mà. Vâng. Không có lợn nhỉ? Không có lợn. Ở cái chỗ dưới này à? Vâng. Ở bà con ở phía bên trên này thì đây, cô bác có thể nhìn thấy những cái mùa mà bà con mà thu ngô hết ấy, sẽ chất những cái thân ngô lên hàng đống như kia. Đấy, ở chỗ này cũng có này. Ở phía bên trên kia cũng có đấy các bác nhé. Bà con sẽ chất lên như vậy để đi lấy về làm củi đun. Vì trên bà con ở khu này là củi đun cũng kiếm rất là hiếm. Không có củi to đâu, chủ yếu là đun bằng những cái cây thân ngô này là nhiều. Và thêm một cái việc nữa là bà con ở trên này là thường có những cái bếp lò rất là to để nấu nướng ấy. Bếp lò đấy thì bà con thường hay để đồ mèn mén này, mọi thứ. Nên là bà con ấy thường ưu tiên là sử dụng những cái đấy để đun nước nó sẽ sôi nhanh hơn. Đấy. Gạo của già là hôm đợt này là ăn hết rồi à? Vâng, ăn hết rồi. Bây giờ có cái bao mới kia rồi thì nấu cơm cho con ăn.
Nhưng mà con bây giờ còn đau bụng nữa không? Có. Ừ. À, không đau rồi, đau thôi. Nó chỉ đau cổ thôi. Đau cổ á? Thế chắc em cho con uống nước lã hay như nào á, giữ ấm cái cổ cho con không là bị viêm A đấy. Không biết. Thay đổi thời tiết này nó hay đi. Hôm qua kia chốt hôm kia qua các bác gửi kiểu cho nó ăn, nó ăn nhiều quá sao ấy. À, cho con ăn kẹo nhiều quá. Vâng. Cái đợt nào ấy nhỉ? Hôm đấy anh Cái lấy vào cho à? Vâng, anh Cái lấy vào cho. À. Thì cho con ăn kẹo nhiều quá thì con bị đau họng à? Vâng. Đấy nhá, anh bảo nhá, bây giờ trước con cũng em, con của em cũng đã bị một lần như thế rồi thì từ giờ về sau thì nhớ để ý xem tình huống trạng sức khỏe của con và lúc nào đi làm ở đâu mà gửi con ở chỗ mẹ ấy, thì nhớ là dặn mẹ là không được cho con ăn linh tinh này. Là cái thứ hai là còn phải cho con đun nước sôi để cho con uống nhá. Đun nước sôi để nguội. Bây giờ anh còn lấy cái ca kia về rồi kìa. Thì đun. Anh có ăn mía không? Hả? Không, không, anh không ăn đâu. Hả? Không ăn đâu. Đấy, đây anh có lấy cái ca kia về rồi thì rửa tất cả bằng nước sôi hết, xong là hắn đựng đồ nhá. Đấy, xong là cho nước vào trong đấy rồi lúc nào khát thì cho con uống. Không thì bây giờ lấy cái siêu đi để đun nước luôn đi, xong là lúc nào con đói thì lấy pha sữa cho con uống luôn. Vâng. Đây còn cái tấm bạt này, xong là tí nữa già tự xử lý sau nhá. Vâng. Ừ. Ủa sao lại lấy cái mấy cái cành đào này về làm gì ấy? À, hôm qua em ngủ nhưng mà em sợ quá em làm như thế này. Là như này. Dậy ngủ sợ là như nào? Sợ. Hả? Bộ em sợ. Sợ á? Vâng. Có cái gì đâu mà sợ. Sợ ma à? Vâng. Là như thế này. Thế cắm như thế này thì nó có ý nghĩa gì? Trừ tà. Vâng. Ui giời, linh tinh. Hay là ngủ ngủ nửa đêm mơ thấy cái gì? Mơ thấy con trâu về bỏ em ấy. Mơ thấy con trâu về hút á? Vâng. Ngủ nhiều mơ nhiều rồi. À, hay là tưởng là mơ thấy vợ? Vâng. Dạo này vợ có sang đây nữa không? Không sao mà. Hả? Từ không lúc con ra viện vợ có dày thăm không? Không tham mà. À cũng không có gọi điện cái gì luôn. Vâng. Có hay là vợ em cũng chưa biết là em con em ra viện. À, đi ra viện á? Ừ. Biết tức rồi. Là về nhà ấy. À, nó chưa biết là sao? Cũng chưa biết. Vâng. Đây có bác ở cái đợt vừa rồi thì con của em già cũng có đi nhập viện không là anh em cũng có đưa lên trên đấy thì vợ của em già cũng có một lần là đi sang đây để thăm con. Nhưng mà cái, biết được cái ma này mẹ biết chẳng được hay là con cũng đang ốm và nằm viện. Nhưng mà lên trên đấy thì đưa theo cả nhân tình đi theo. Mà cái hôm đấy thì cũng có nghe nói là nhân tình của vợ em già là còn cái gì nhỉ? Dọa em già phải không? Vâng. Đấy còn bảo là dọa em già và là không gợi ý là thế này thế kia ấy. Nhưng mà đợt vợ bảo em nhà nghèo quá. Vợ bảo em nhà nghèo quá. Nhà nghèo quá, không làm được nhà nữa, vợ bỏ đi. À, làm không làm được nhà nữa, vợ bỏ đi. Đúng rồi. Thế bảo là mày cứ nằm ở đấy, mày có nhà khác có nhà ở đấy, bảo thế. Đúng rồi, nó bỏ thế. Vâng, đây có bác ạ, ngày hôm nay thì em Dương cũng có mang cái phần quà của cô Dung ở bên Mỹ, cũng có gửi tiền về để hỗ trợ cho em già mua những cái vật dụng cho cháu bé và cả sữa nữa cho cháu bé rồi. Còn bây giờ thì anh em còn có chút công việc đi những nơi khác nữa, chắc em Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.